Anh làm gì vậy? Lục lọi lung tung. Cái sợi dây chuyền mà anh tìm thấy đâu rồi? Là sợi mà bé đó làm mất ấy. Sợi dây chuyền sao? Em trả lại cô ấy rồi. Em trả lại rồi. Vậy bé đó nói gì không? Không nói gì hết. Em nói là do anh tìm lại được. Cô ấy nhận sợi dây chuyền mà vui lắm. Cô ấy nói cái gì mà bùa hộ thân của mình. Nhưng em cảm thấy đó chính là quà kỷ niệm mà bạn trai cũ tặng thì đúng hơn. Vậy sao? Cô ấy lo lắng như vậy. Anh cũng nghĩ đó là quà kỷ niệm mà bạn trai cũ tặng cô ấy. Đúng không? Anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cô ấy nói với em là chưa yêu bao giờ. Anh nói sẽ có phải người khác thích cô ấy. Nhưng cô ấy lại không thích người ta. Vậy sao phải nhận quà của người ta chứ? Nếu như là em nhất định sẽ không nhận. Anh đột nhiên phát hiện ra em rất bà tám. Cũng tương đối thôi. Nhìn tôi này, cười lên nào. Quá đẹp. Đổi tư thế, đổi tư thế nào. Được, rất ngọt ngào. Nào, nhảy lên đi. Nhảy sao mà tạo được cảm giác lãng mạn cho mùa hè đó. Nào nào, tốt lắm. Tốt lắm, cảm ơn. Mọi người nghỉ ngơi một chút nào. Cảm ơn mọi người. Nào mà áo vào đừng để cảm lạnh. Anh nói là một quảng cáo ngắn, sao lại quay lâu như vậy? Chừng nào mới xong đây? Em thân mến ơi, đây là quảng cáo duy nhất. Ngoài T-Zero ra đó, em nhịn đi, một lát nữa là xong. Đưa điện thoại cho em. Anh đã gọi điện thoại chưa? Chưa, cả tin nhắn cũng không có. Kỳ lạ, lần nào cô Mập đó gọi điện thoại anh ấy cũng mất tâm. Mập nào vậy? Không có gì, một người bạn của Lưu Dịch Minh. Có quay không vậy? Quay lâu như vậy, đã lố giờ quá rồi. Vậy mà cũng không nói với người ta. Sắp lạnh chết em rồi. Không sao mà em nhịn một chút. Cô Cao, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Việc quay phim của chúng tôi giờ lại đến giờ này hình như là không đúng với quy định trong hợp đồng hai bên của chúng ta lắm. Tôi đã bảo Jason sắp xếp lịch quay cho chúng ta rồi. Có việc gì cũng có thể thương lượng với anh ấy. Cô có quen một người tên Mễ Mỹ Lệ không? Mễ Mỹ Lệ. Sao vậy? Lưu Dịch Minh không nói với cô sao? Là một người bạn của anh ta, một cô mập. Tôi biết hay không liên quan gì tới cô? Không phải cô định điều tra ngầm anh Lôi và tôi đó chứ? Tôi chỉ tình cờ nghe được một số tin tức liên quan tới cô thôi. Không cần biết là cô tình cờ hay cố ý. Tôi hy vọng cô đừng như vậy. Chuyện mẹ đó lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi. Nếu còn có lần sau, xem tôi xử lý cô thế nào. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Có phải anh có người bạn tên Mễ Mỹ Lệ không? Sao vậy? Trong điện thoại của anh không phải có người bạn tên là Mập sao? Hôm nay Diệt Kỳ đến tìm em, cô ta nói anh có người bạn rất mập tên là Mễ Mỹ Lệ. Nên em nghĩ hai người có phải là một không? Diệt Kỳ, cô ta còn nói gì nữa không? Không nói gì hết. Chỉ là em nhìn thấy cô ta thì nổi giận. Còn chưa ngồi được 5 phút đã đi mất. Anh nói xem, sao anh không giới thiệu em biết người bạn tên Mễ Mỹ Lệ đó chứ? Không cần, cơ hội gặp gỡ sau này không nhiều. Để sao đi. Nhưng em vẫn cảm thấy Diệp Kỳ kỳ lạ thế nào ấy. Anh nói xem, anh và cô ta đâu có quan hệ gì. Sao Diệp Kỳ lại muốn điều tra anh chứ? Chắc không phải lần trước trong đoàn quay phim em cãi nhau với cô ta, cho nên cô ta mới chú ý anh. Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết. Sao lại để anh giải quyết? Để em giải quyết chứ, anh là bạn trai của em mà. Chính vì anh là bạn trai của em nên mới không thể để em tổn thương. Cho nên Diệp Kỳ dù cô ta nói gì làm gì, em cũng không được nghe, không được hỏi. Còn không biết cô ta đang định giở trò gì. Cưng à, hôm nay em đến sớm vậy. Bác sĩ Lôi hôm nay cũng rảnh quá. Anh làm gì vậy? Không phải anh vừa post trên bàn báo anh ấy là người đàn ông ấm áp, sao vừa gặp nó chua ngoa rồi? Không phải, đã yêu anh ấy rồi chứ. Cậu, tôi nói mà, gần đây tại sao lại có pha đến bệnh viện? Thì ra đều là kế hoạch của anh đúng không? Anh không muốn để tôi được yên đúng không? Hai người được rồi đó. Hai người ngọt ngào thì ngọt ngào đi, đừng có lôi tôi vào được không? Được, không nói với anh ta nữa. Tôi tìm Diệp Kỳ. Đi mà, đi mà. Anh ta tìm Diệp Kỳ làm gì? Liên quan gì tới anh? Anh yêu anh ấy thật sao? Ai yêu anh ta chứ? Anh chỉ yêu bản thân mình thôi.
Xem ra sức hút của mẹ Mỹ Lệ thật không nhỏ. Tôi chỉ mới hỏi Cao Văn vài câu, anh đã gõ cửa tìm tôi rồi. Đừng nói chuyện không đâu, tại sao lại điều tra tôi? Vậy thì phải hỏi anh rồi. Nếu anh không có vấn đề gì, sao lại sợ tôi điều tra anh? Cô điều tra tôi không quan tâm. Nhưng nhắc nhở cô đừng có làm phiền tới bạn của tôi, nhất là bạn gái của tôi. Tôi không có chút hứng thú đến chuyện của anh và Cao Văn. Như cái cô Mỹ Mỹ Lệ đó không có liên quan gì đến mẹ đó đó chứ. Thì sao cô điều tra mẹ đó? Chuyện cô và mẹ đó tranh giành đàn ông là chuyện của hai người. Muốn dùng thủ đoạn gì thì trực tiếp tìm cô ấy. Nhưng tôi nói lại lần nữa, mong cô đừng làm phiền bạn của tôi. Đừng lôi bạn của tôi và cô ấy vào với nhau. Con người tôi ấy mà, không có thói quen ức hiếp người khác. Nhưng vì cô, tôi có thể phá lệ. Anh tưởng nói như vậy có thể bỏ qua được quan hệ với mẹ đó sao? Hai người tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy cô nghĩ thế nào cũng được. Cho nên chúng ta sẽ quay từ ngay lối vào đến chỗ này. Tôi cảm thấy kỳ lạ làm sao ấy. Lưu Dịch Minh cũng ở đây sao? Đã nói là không muốn gặp lại nhau rồi. Hay là thôi không quấy rầy họ vậy? Hay là bộ trang phục này của em cũng tạm được, của Tôn Gián đó, anh thấy sao? Mặc ít quá, cô ấy lạnh đó. Lạnh sao, sắp xong rồi. Hy vọng vậy. Mình đang bị sao vậy? Là do bản thân mình thấy ấy nấy với Cao Văn sao? Em nhìn gì vậy? Không có gì, hình như em nhìn nhầm người rồi. Quả nhiên, ánh mắt không lừa được người khác. Cô là... Xin chào, tôi là người được công ty điều đến. Đây là đồ trang sức dùng để chụp hình. Đúng rồi, tôi sẽ mang tới cho Cao Dân. Xin cô chờ đây một chút. Sau khi chúng tôi chụp xong, cô hãy cầm về luôn. Cảm ơn. Mau xuống thôi. Được. Alo Tư Lượng, alo, em đang ở chỗ chụp hình. Em đang ở phim trường à, em tới đó làm gì? Mang đồ trang sức tới cho Cao Văn. Sao vậy, em không có việc gì chứ? Không sao đâu, chỗ này hình như đột nhiên cúp điện. Đi thôi, mau đi kiểm tra tình hình. Đừng ngay ra đó nữa. Sao lại có mùi khét vậy? Chỗ nào cháy rồi? Cháy rồi đạo diễn, dây điện cháy rồi. Bà bối, mau đi thôi, cháy rồi. Mau đi thôi. Sao lại cháy rồi, cháy ở đâu vậy? Sao rồi, em không bị thương chứ? Không sao. Anh có bệnh sao? Bản thân anh cũng sắp bị thương rồi.
Anh không sao chứ? Không sao chứ? Bị phỏng chút xíu mà làm em cảm động vậy sao? Hơn nữa nơi lửa cháy to đến độ này thì anh không cứu em đâu. Sớm bỏ củi chạy lấy người rồi. Trong kia còn có ai không? Sao lại đánh anh đấy? Cậu đã kiểm tra xem mọi người ra hết chưa? Hình như vẫn còn một người. Lúc đã có một cô gái của công ty Tesero Ba Kim Cương tới, hình như cô ấy chưa ra. Có phải mẹ đó không? Lúc nãy em nhìn thấy một người rất giống cô ấy, nhưng em không chắc có phải cô ấy không. Đưa cái áo. Em còn chưa nói hết mà. Lôi Dịch Minh, anh ra đây Lôi Dịch Minh. Em làm gì vậy trong khi đang cháy đó? Mập à, không được, em phải vào để cứu anh ấy. Em không thể vào được. Em làm gì vậy? Anh bỏ em ra đi trong khi cháy to lắm. Trong khi có người đàn ông em yêu nhất, còn là người bạn thân nhất của em nữa, em còn trơ mắt nhìn họ chìm trong biển lửa hay sao? Anh bỏ em ra đi. Mập à, mập, mập à, mập à, em phải vào đó cứu anh ấy. Cô ầm ĩ đủ chưa? Cô bị ngốc sao? Cô không thấy sao? Người đàn ông mà cô yêu đó bây giờ đang đi cứu một người đàn bà khác. Mập à, mập, mập à, dậy đi. Nhóc mập, bây giờ tôi đưa cậu ra ngoài. Cô nói cái gì? Bây giờ cô còn mặt mũi nói những câu như vậy sao? Cưng à, bọn họ sắp chết trong đó rồi, cô biết không? Được rồi, được rồi. Lôi Dịch Minh, Mập à, Mập à, cậu từng nói tôi là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Nào, tôi có thể đi cùng không? Có thể đưa tôi theo giới không? Bác sĩ đến là ổn rồi, không sao. Làm sao đây? Cưng à, em giật lại tinh thần đi. Bác sĩ nói anh Lôi và chúng ta không bị nặng mà. Cảm ơn trời đất, anh ấy với mẹ đó đều không sao. Yên tâm đi. Bây giờ mẹ đó sao rồi? Phía cô ấy đã có tiêu lượng chăm sóc rồi. Hơn nữa, hầu hết các chuyên gia trong bệnh viện đều tới hội chuẩn. Có thể xảy ra chuyện gì được, yên tâm đi. Em thăm mẹ đó một chút, anh trong anh ấy giúp em. Được, anh ở đây. Bạn trai cô hiện giờ thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Có tôi ở chỗ anh ấy, đương nhiên sẽ sớm tỉnh lại. Tôi không muốn cho mẹ đó biết dù anh Lôi và chúng tôi đã xông vào đó cứu cô ấy. Nhưng mà dù gì anh ấy cũng vì cứu mẹ đó mới bị thương. Tôi nên đến để cảm ơn một tiếng. Đương nhiên là có thể cảm ơn, nhưng tôi không muốn khiến cho mẹ đó vì chuyện này mà cảm thấy có gánh nặng gì với anh Lôi nhà tôi. Hơn nữa có nhiều chuyện cô ấy không biết, đối với chúng ta đều tốt, đúng không? Tôi đồng ý với cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi đi đây.
Không phải cô ấy cùng tôi vào sao? Cô ấy đã được đưa tới bệnh viện chưa? Anh đang bị thương như vậy còn lo lắng cho người khác nữa. Tôi đang hỏi cô, rốt cuộc cô ấy có được đưa đến không? Có phải cô ấy bị thương không? Vết thương có nặng không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh đừng kích động, chuyện này tôi thực sự không biết rõ. Hay là tôi đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm đã. Anh ở đây đợi tôi. Anh đừng đi đâu đó. Người đâu? Lưu Dịch Minh, anh ấy đâu rồi? Anh không biết, anh đi gọi cuộc điện thoại giờ đã không thấy. Lưu Dịch Minh, Lão Lôi. Lão Lôi à, đừng tìm nữa, ai lại chui vào đó trốn bao giờ? Con đi thông báo cho bệnh viện đi. Được, được, được. Chạy đi đâu chứ? Cô ấy là Cao Văn phải không? Đúng vậy là cô ấy. Xin hỏi một chút, các cô có nhìn thấy bạn trai tôi đâu không? Bạn trai là Lưu Dịch Minh, phòng bệnh số 518. Anh ấy vừa ở đây, tôi đột nhiên. Anh nói cho em biết, đàn ông ngoại tình có 3 triệu chứng lớn, nghe điện thoại liên tục, bất thình lình biến mất. Còn trong nhà anh ta có khả năng sẽ xuất hiện đồ của phụ nữ. Người rất quan trọng tặng cho cô. Quen cô lâu như vậy chưa từng được cô nhắc đến người đó. Người đó là ai vậy? Tuy là bây giờ bọn tôi cũng lâu lắm rồi không liên lạc. Anh ấy có cuộc sống của mình, tôi cũng không muốn làm phiền. Sao nghe có vẻ như kiểu bạn trai cũ vậy? Chính vì anh là người đàn ông của em nên anh mới không thể để em bị thương. Sau này cho dù Diệp Kỳ có nói gì, có làm gì, em cũng không cần nghe, cũng không được hỏi. Cô đã la lối đuổi chưa? Cô bị ngốc sao? Cô không thấy à, người đàn ông mà cô yêu đó bây giờ đang đi cứu một người phụ nữ khác. Cô ấy là bạn gái của bác sĩ Lôi sao? Hình như là vậy. Vừa uống vừa sớt ra như vậy. Không đến mức đó đâu. Anh cũng có tay để tự anh. Không được, mãi mới có dịp chăm sóc anh. Tất nhiên phải cố hết sức rồi. Nào. Nóng sao? Ừ, nóng thật, anh không sao chứ? Vẫn ổn. Thổi chút đi. Em đó, nghe nói lúc đó em sợ đến ngất đi. Em không sao chứ? Biết là em sẽ lo, mà sao anh còn xông vào đó? Anh là bác sĩ mà, chữa bệnh cứu người là bản năng của anh. Cho dù là người lạ, anh cũng không tiếc gì. Huống hồ bé đó là bạn của chúng ta. Anh không thể để cô ấy bị kẹt trong đó, đúng không? Em biết rồi. Vì em nên mới cứu cô ấy. Nhưng đừng làm những chuyện kích động như vậy. Lần thứ hai đó, hứa với em đi. Lỡ như có chuyện gì, em sẽ làm quả phụ suốt nửa đời còn lại. Lỡ thực sự có ngày đó mà em tìm được người thích hợp, thì anh ở dưới suối vàng cũng không cản trở em. Anh đừng nói mấy lời đó được không? Phỉ phui cái mồm của anh đi. Phỉ phui. Ai mà biết được anh liệu có dọa em lần thứ hai không? Em yên tâm đi, với tình hình sức khỏe của anh bây giờ, muốn dọa em cũng phải một thời gian nữa. Anh sẽ không để mình có chuyện đâu. Đúng rồi, bác sĩ bảo anh đi kiểm tra lại đó. Chân anh chưa lành lại, để em dìu anh qua đó. Nào, từ từ thôi. Sao phải dìu chứ? Vậy phải làm sao? Anh không sao thật mà. Em không tin thì nhìn đi. Nhìn đây. Động đậy này. Em xem có chuyện gì đâu. Không cần lo thừa. Anh tưởng em lo cho anh chắc. Em lo mấy cô y tá kia thôi. Nào, để em dìu anh. Không sao, cứ để tự anh. Em sợ mấy cô y tá và mấy con hồ ly lỡ có ôm nào dịp trúng anh sẽ cưa anh đi mất. Em phải canh giữ anh nghiêm ngặt. Em đổ oan cho anh rồi. Trong bệnh viện này chỉ có mấy bà mẹ trẻ con thôi. Ai có thể quyến rũ anh chứ?
Giả lại ở cái tầng này có phân nửa là fan của em. Chỉ cần thấy em đỡ anh ra ngoài, họ nhìn thấy sẽ đánh anh, cho anh từ lành lặn thành què chân. Cuối cùng người đau lòng vẫn là em. Vậy nên giờ anh sợ fan đúng không? Yên tâm đi, em sẽ che chắn cho anh. Đi nào. Làm sao, lại làm sao vậy? Đau sao? Sắp sinh rồi. Từ từ thôi. Vẫn ổn chứ? Không sao. Em đó xem hôm nay sao vậy? Trước đây em có quấn lấy anh như vậy đâu. Đó là cao văn mà. Theo như ngôn ngữ của bác sĩ các anh, đó là phản ứng kích thích. Chắc là em chịu kích thích quá lớn trong trận quả quạng, nên muốn ở bên anh nhiều hơn để bù lại. Quả quạng đáng sợ vậy sao? Lúc nhỏ em bị bỏng à? Anh trông em có giống từng bị bỏng không? Em nói kích thích là không phải ở sinh lý mà ở trong tâm lý, anh có hiểu không? Cô về rồi sao? Bác sĩ Lôi đâu? Lôi nhà tôi không sinh em bé, cô ở khoa phụ sản lại đến khoa khác làm gì? Khoa ngoại đông bệnh nhân, cho nên bệnh viện đều tôi sang đây giúp. Bác sĩ Lôi là người của khoa chúng tôi đến thăm anh ấy. Vậy tôi thay anh Lôi của tôi cảm ơn cô nhé. Bây giờ nó vẫn đang tập phục hồi, tạm thời chưa về được. Không sao, dù gì tối nay tôi cũng trực. Muộn chút nữa tôi qua thăm anh ấy. Đợi đã. Muộn chút nữa tôi cũng ở cạnh bác sĩ Lôi. Cô không cần lo đâu. Hơn nữa công việc cô bận như vậy, chúng tôi cũng không muốn phiền đến cô. Không sao. Nếu cô gặp bác sĩ Lôi thì xin lỗi anh ấy một tiếng. Mẹ đoán không sao rồi, ba anh ấy đừng lo. Cô nói ai? Bạn của bác sĩ Lôi, mẹ đó, các người quen thân kia mà. Sao cô biết cô ấy là bạn của bác sĩ Lôi? Trước đây mẹ đó hay đến tìm bác sĩ Lôi, nhưng đó là chuyện trước khi cô hẹn hò với anh ấy. Ngủ rồi sao? Còn không nằm cho ngay ngắn nữa. Ngủ ngon vào nhé. Ngủ đi. Có phải trước kia hai người quen nhau không? Đâu có. Cho nên sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Nó như bùa hộ mệnh của tôi vậy. Là một người rất quan trọng tặng cô sao? Quen cô lâu như vậy mà vẫn chưa từng nghe cô nhắc tới. Ai vậy? Tiếc là đến giờ chúng tôi đã lâu lắm không liên lạc rồi. Tại sao có quyết định muốn tôi tác hợp cô ấy với Tiêu Lượng? Anh làm vậy để họ vui một chút, làm hề cho họ là được. Anh xem họ vui chưa kìa. Đừng hề trước mặt ai, nhưng không thể trước mặt người đàn ông này. Tôi không làm được. Sao anh lại không làm được? Anh thích mẹ đó sao? Trước đây mẹ đó hay đến tìm bác sĩ Lôi, nhưng đó là chuyện trước khi cô hẹn hò với anh ấy.
Cưng à, sao lại uống rượu rồi? Lỡ như bị phóng viên chụp được, bảo em nát rượu, nó đời sống em phức tạp phải làm sao? Cứ cho bọn họ nói đi, dù sao cũng đều là giả. Cũng được cười thật. Những gì bọn họ tưởng thật quá xa lại là giả. Thứ em tưởng thật quá xa cũng đều là giả. Cái gì mà thật chứ giả? Anh không hiểu, nghe chẳng hiểu gì hết. Em cũng không hiểu, anh cũng không cần phải hiểu. Em cũng hy vọng mình không hiểu gì hết, không biết gì hết. Được rồi ba. Suốt cuộc đã có chuyện gì? Em có tâm sự gì đúng không? Nói với anh đi. Jason à, nếu người mà anh vẫn luôn tin tưởng lại lừa gạt anh thì anh sẽ làm thế nào? Phải xem người đó lừa chuyện gì. Nếu là lời nói đối diện thì anh có thể chấp nhận, nhưng nếu như rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, vậy cách đứt quan hệ, đến chết cũng không qua lại. Em không làm được. Khoan đã, Cưng à, có phải em bị lừa dối không? Hằng Vân lại quay về tìm em đúng không? Anh đã bảo là tên lừa đảo mà. Em không thể tin hắn, xem đi lần trước thảm hại như thế nào. Em không thể. Nếu đúng là anh ta thì tốt rồi. Phục vụ, cho thêm ly nữa. Đừng, thêm cái gì mà thêm. Em nói anh nghe, suốt cuộc có chuyện gì cứ úp mở mãi. Như vậy đi, em nói với anh. Em nói với anh rồi, anh bảo Lô Dịch Minh đi làm thịt hắn. Lô Dịch Minh? Không phải là Lô Dịch Minh chứ? Sao có thể chứ? Sao Lô Dịch Minh có thể lừa dối em được? Em thích anh ấy thật lòng như vậy, sao anh ấy nỡ nhẫn tâm lừa dối em? Nói cũng phải, mặc dù anh chẳng thích anh ta chút nào, nhưng con người anh ta cũng được. Anh ta không giống một kẻ sẽ lừa gạt em. Em nói không phải Hàn Bân, lại không phải Lô Dịch Minh, thì là ai được chứ?